Thôi cô nghĩ cũng được rồi đó. Không sao, may mà bị nhẹ. Để cô nấu cháo cho Kim Chi kịp ăn nè. Ê cô. Hả? Cô đứng ở đó đi, để em nấu cho. Thôi không sao đâu, cô nấu được mà. Cô đứng ở đó đi, để em nấu cho nha. À, vậy cũng được, cảm ơn em. Cô không nghĩ là Mẫn nó ăn khéo vậy đâu. Giỏi quá ta. Chuyện bình thường mà cô. Cô nhìn nha. Cô nói ra em đừng có cười cô nha. Từ nhỏ tới giờ là cô thích con siết dữ lắm. Hay quá. Hay quá. Anh không tin rằng yêu sẽ hạnh phúc mãi bên nhau. Những ký ức dù thật nồng ấm, rồi chỉ còn lại nỗi đau. Biết cứ thế sẽ thật buồn lắm, nên trái tim không thể yêu. Tháng ngày trôi qua lặng lẽ, riêng anh mà thôi. Hey! Nhưng khi anh gặp em, bỗng quên hết thế giới xung quanh. Những hạnh phúc mình từng say đắm, giờ chỉ cần có mỗi em. Dù cuộc đời còn bao sóng gió, khi em cười bỗng thấy con tim được bình yên. Và anh như sống lại, chỉ mong bên em và nói với em. Từ nay anh mong bình minh cùng em thức giấc. Cảm ơn đời đã cho anh gặp em. Mình sẽ tay cầm tay dạo chơi khắp chốn, cắm say cùng nhau say giấc mơ. Dù mai đây bên đời anh còn ai đi nữa. Nếu mà cô thích thì sẽ biểu diễn như cô coi. Xin mình em, một mình em thôi là người duy nhất. Khùng. Xin lỗi nha. Khó mà ăn nữa mà. Em biết tại sao hả? Em tung hứng không được không? Sao vậy? Tại vì em xài trái chanh á. Bây giờ em thử xài cái trứng coi. Bảo đảm làm được luôn á. Trứng với chanh này khác gì nhau đâu? Thì tại vì trái chanh em còn có cảm giác là nó rớt xuống được. Còn cái trứng là em rất là sợ nó rớt xuống bể. Cho nên là em tập trung 100% vô, bảo đảm là em làm được. Nó căng thẳng hơn, hiểu không? Được hả? Thiệt luôn. Cuộc đời em mà không anh không biết làm được gì nữa mà. Trời đất ơi, mở. Dạ. Con làm gì? Dạ, con đang tập trung hướng đó nội. Trời ơi, khùng không? Con tập cái gì nội không nói mà tập tung hứng cái này. Con biết cái này bao nhiêu tiền không? Trời ơi mẹ, nội mua cái hộp gà về để nội làm đồ ăn. Chứ phải con chơi, con làm đồ chơi. Mà nội ơi, cái này có mấy ngàn trái à. Trời ơi, mắc rẻ không là vấn đề. Nhưng mà con nghĩ đi, con làm như vậy bày hay vậy rồi ai dẹp? Nội dẹp chứ ai. Vậy giờ con lấy gì con tung giờ? Thôi nó mê mà mẹ phải cổ vũ cho nó. Để ba kiếm cái này cho bảo đảm con là không có bể. Mà nó còn chất hơn cái này nữa. Thiệt không má? Ừ, mà ăn được luôn. Con chán là con mà mở ra con ăn luôn. Trời đất ơi. Thôi vậy con cất này lại nha nội. Bao nhiêu cả chục trứng của tôi rồi đó hả? Nè, lấy dao chặt ra cầm hai trái rồi thảy đi. Chứ muốn làm sao nữa. Tập đi. Ôi, cay lên đi lừa thiên trong đất đất ơi. Nữa hả trời? Nữa tình nữa. Trời mà hết chuyện này tới chuyện khác.
vừa này sao ba? Để cho quýt lên trên đầu. Bạn ơi, bạn suy nghĩ kỹ lại. Không được làm rớt. Chết mình đó bạn. Đứng yên, để tôi tập trung. Yêu nhất tôi phóng chúng ráng chịu à. Đừng. Bỏ cái tay xuống. Bỏ cái tay xuống, không được làm rớt. Suy nghĩ kỹ lại đi bạn Đăng ơi. Đứng yên nha. Đổi trái khác bự hơn được không? Đừng. Thánh thần tiên đệ ơi, con sống. Mẫn ơi, không ấy bây giờ mình có chuyện gấp lắm, cho mình về với mẹ đi Mẫn. Không, mình nên tập phóng đi tiêu mà. Nhưng mà cái trò này nguy hiểm lắm. Để mình nghĩ cách. Mình đừng có buồn nữa. Mình biết á, bạn cố gắng hết sức rồi mà. Không giỏi phóng vi tiêu á, nhưng mà mình biết bạn giỏi cái khác mà. Còn gì nữa đâu. Nghĩ coi, mình còn giỏi gì nữa ta. Nghĩ ra rồi. Nghĩ gì vậy? Trò mới. Hay quá bạn Tân ơi. Làm cái đó kỹ đi bạn. Quá. Bạn làm như vẻ bùa vậy đó. Ôi trời ơi, vui tiệt. Làm lên siêu phẩm đi. Trời ơi, hay quá bạn ơi. Hay quá. Quá đẹp. Một tuyệt phẩm nữa đi. Trời ơi. Hay quá bạn ơi. Mình chưa thấy ai tập kỹ như bạn gì đó. Rất là chuyên nghiệp. Xuất sắc quá bạn thân. Ủa Mẫn, em vô đi. Ủa, em qua nhà con có chuyện gì vậy? Em biết là cô rất thích xem xiếc đúng không cô? À. Hôm nay em sẽ cho cô biết xiếc là như thế nào. Đây là tuyệt chiêu em mới vừa học được. Nhưng mà, khoan đã Mẫn ơi. Mẫn ơi, em cẩn thận Mẫn ơi. Khoan Mẫn ơi Mẫn, cái này không có phải giỡn được đâu Mẫn. Cô hãy nhìn đây. Mẫn ơi, cô thấy không ổn rồi đó Mẫn ơi. Mẫn ơi. Đó. Trời ơi. Sao ra, con lên đây chi? Rồi nói nhà là nội lên phường chút nội về. Lên kiếm nội chi? Dạ con bị bắt lên đây nội. Ừ vậy. Sao bị bắt? Em mày đốt lửa gây ảnh hưởng tới hệ thống báo cháy của chung cư, làm ngập nước toàn bộ chung cư. May không có hậu quả gì nghiêm trọng. Bây giờ chị xử phạt hành chánh. Còn cô Hiền cũng đồng lõa với nó hả? Ê, dạ không có đâu bác, con lên làm nhân chứng. Dạ. Chưa biết tôi. Nghe nhẹ ta. Ước gì cô cũng một lần được nghe tiếng sáo của chàng Trương Chi. À, thì ra là cô thích được nghe thổi sáo. Nhưng mà cô đâu phải là mỹ nương đâu cô. Thì cô đã nói là chỉ ước gì thôi mà. Bé không được cười nữa. Quả là người thông minh như mình, chỉ cần nghe qua một lần là thuộc liền. Thổi đi, thổi đi. Con đứng đây canh, cho thổi cho đã. Khi nào nó thổi cho đã đi, rồi nó vô. Chỗ người ta ngủ mà, thổi hoài. Sao vậy?
Mày có biết là mày thổi sáo kỳ lắm không? Mày làm mơ mày tập trung đi quýnh lộn đi, đừng có đụng vô âm nhạc nữa. Đứng ở ngoài thổi luôn đi. Khoan. Ơi, mở cửa ra. Chị trời. Ta đang yên tĩnh lãng mạn, lại đây thổi thổi cái gì? Biến, biến vô khác, biến vô tài quá. Ông chấp đi đi ông nội. Gì đâu á. Tôi thổi dở lắm, sao mà ai nghe tiếng sáo của tôi cũng xa lánh tôi vậy trời. Lại là anh nữa hả? Ủa? Lại là chú em à? Ờ... Ủa? Mua được cái sáo tốt, ra đây tập thổi sáo đúng không? Tốt cái gì, anh gạt tôi đúng không? Anh nói là cái sáo tốt nhất của anh. Mà tôi thổi xong, ai nghe cũng xa lánh tôi hết đó. Đâu, đây là cái sáo tốt nhất của tôi rồi đó. Không có đâu. À, vậy là chắc do chú sổi sao rồi đó. Anh gạt tôi thì có. Ừ. Bây giờ chú thổi tôi nghe thử coi. Rồi anh nghe thử nha. Tôi hỏi thiệt, chú có biết thổi sáo không vậy? Biết chứ, ngày xưa tôi ở trong đội kèn tí hon mà. Trời đất ơi, người ta là sáo, nó đâu phải kèn. Chú phải hiểu là sáo nó khác, kèn nó khác. Chú đừng có gom kèn với sáo lại chung với nhau. Ôi, vậy hả? Ừ. Tôi mở máy tính lên á, tôi coi trên mạng á, tôi học theo đó. Trời ơi, sáo là cả một cái nghệ thuật. Chú phải đặt hết tâm sức vào trong đó, chú mới học được. Thôi, học tiếp đi, tôi đi đây. Ê, anh Khoan, anh thổi sáo giỏi vậy á, anh có thể dạy tôi thổi được không? Tôi chỉ cần thuộc lòng một bài thôi được rồi. Được, chỉ cần một tiếng siêu phụ thôi, người nghệ sĩ này sẽ trái lòng với chú. Sư phụ tới đi nhậu nha. Cô không nghĩ là Mẫn có nhiều tài lẻ vậy luôn á. Giỏi quá. Nghe tiếp nha cô. Ừ. Mẫn ơi, công nhận em hỏi hay thiệt chứ. Gắn lên luôn rồi kìa. Ủa vậy hả cô?